Vâng, đây là hot girl đồng quê của chúng ta. Hot girl đồng quê chúng ta. Nhìn rất xinh đấy. Chị này nhìn rất cute à. Ở trong nhóm đẹp trai nhất phố, xinh gái nhất phường chúng ta. Siêu mẫu chuyên nghiệp. Thôi, đánh Cường nhá. Vâng, và bây giờ là võ sư Cường Nguyễn. Cường Nguyễn cao cấp chúng ta. Rất chi là đẹp trai, cute, ga lăng, phong độ, X-Men. Đến với chúng ta từ Philadelphia. Anh tẩu 500.000 tấn heroin ngân hàng ra ngân hàng Thụy Sĩ. Và hôm nay anh biểu diễn chúng ta màn biểu diễn thái âm chân kinh. Kiểu âm chân kinh. Ông ngồi gâu xuống xuống đi đi ra về. Ra đây đi ổ. Đi xa đấy. Ra kia eo à? Anh học võ à? Cái eo này. Vâng, rất đẹp trai. Hôm nay anh mặc một cái áo của đàn bà. Áo da phụ nữ. Gọi là cái áo da cá sấu chúa. Đấy, anh rất thích. Anh rất thích chơi đồ của phụ nữ. Là những kiểu hàng thùng. Áo da lát cốt cá sấu. Vâng. Và bây giờ anh đang luyện khí công. Anh đang hít vào thở ra như một con chó sắp chết. Sẽ ướp Ai Cập. Nói lên thuyền đi. Rất chị đẹp trai, răng anh rất trắng. Anh rất chịu khó đánh răng. Đừng. Mỗi ngày đánh răng 5 lần. Mỗi ngày đánh răng 5 lần. À không, mỗi ngày đánh răng 20 lần. Đấy, anh đang gọi là cái muốn chịu ếch bổ hoa mướp của anh. Thiên Long bát bổ. Thiên Long giáng trưởng. What? Vâng, và bây giờ chiêu Hàng Long. Hàng Long thập bát trưởng của anh. Đã là rất... Giáng Long bát trưởng cho nó khác đi. À, Giáng Long thập bát trưởng. Đã có rất nhiều quý khán giả. Đấy, quý khán giả đến rất cổ vũ cho anh, rất nhiệt tình. Đấy, võ sư Cường Nguyễn chúng ta. Kiểu âm đa bộ. Kiểu âm đa bộ. Dương hóa thần công. Dương hóa thần công. Bát chi minh bộ. Bát chi minh bộ. Cá sấu chúa, anh bổ hoa mướp. Anh ngồi đây. Dương lăng cửu chúa. Hít vào thở ra. Ăn rồi lại ỉ hả? Vâng, rất hay. Vâng. Cường Nguyễn hôm nay lại biểu diễn cho chúng ta một bài biểu diễn. Đây, anh ta vừa bị rách quần xong. Đấy, anh ta vừa rách quần, rách áo. Thôi đi về, chứ khổ lắm rồi. Rất chia đẹp trai. Bây giờ là anh Phú Sơn và chị... Nhà nhảy xuống nào không ạ? Anh Hùng Lưu và chị... Chưa nhảy xuống. Hùng Lưu. Đi tí đã, không cho nó yếu. Anh đang hít phải một luồng chân khí. Đi về. Gần không ạ? Thế thôi, gần quá nó... Hồi nhá. Thế để đưa được Phú đi. Phú quay anh nhỉ? Anh quay đi, nhưng mỏi tay như gì? Dừng lên.